Những Oceanic Opulent vàng quyền khói AU750 đứng đá quý trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, nơi mà các vị thần và nữ thần cai quản vũ trụ, có một truyền thuyết kể về một viên đá quý mang tên Oceanic Opulent được sinh ra từ trái tim của đại dương. Viên đá này mang trong mình sắc xanh thăm thẳm của biển cả, lung linh và rực rỡ, như thể nắm giữ linh hồn của biển cả mênh mông. Chiếc nhẫn Oceanic Opulent không chỉ đơn thuần là món trang sức, nó là thiện thân của sự sang trọng và lịch lãm, kết hợp giữa vẻ đẹp rực rỡ của đá quý xanh dương và sự tinh xảo bền bỉ của vàng nguyên khói AU750. Mỗi chiếc nhẫn đều được chế tác tỉ mỉ bởi những người thợ kim hoàn lành nghề nhằm mang lại vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Đeo trên tay chiếc nhẫn Oceanic Opulent là mang trên mình cả một thuyền thoại, là cảm nhận của sự kỳ diệu của biển cả và quyền năng của các vị thần. Nó là biểu tượng của sức mạnh, của sự yêu quyền và tình yêu vĩnh cửu, làm nổi bật vẻ lịch lãm và đẳng cấp của người đeo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.